Và đầu tiên thì mình xin kính chào toàn thể các anh em, các bạn đang xem cái video này của mình ngày hôm nay. Mình là Nguyễn Quốc Khánh, số điện thoại là 0337630438, Zalo là 0334438273. Thì hôm nay mình làm cái video clip này là một trong những cái video clip mà được các bạn, các anh em yêu cầu mình làm nhiều nhất. Đó là về cái khẩu súng bắn bi nhựa M1911 này nè. Đó. Trước khi mình đi vào mình review, mình đánh giá bên trong và bên ngoài của nó thì mình sẽ nói một điều rằng nếu mà mấy anh em đang tìm một cái khẩu súng bắn bi nhựa tầm trung, có thể là đẹp nè, nặng nè, chắc chắn nè, tháo ráp giống thật nè. Đó. Thì tỷ lệ 1:1 luôn thì mình nghĩ cái này là cái khẩu mà nó tối ưu nhất luôn, nó là toàn diện nhất. Thì khi mấy anh em mua hàng thì mấy anh em sẽ được cái hộp như vậy, như mấy em thấy trên màn hình nè, một cái hộp dày, một cái hộp mà bằng cắt tông vậy thôi, hộp đơn giản thôi nhưng mà thiết kế nó nhìn cũng rất là sang trọng nha. Đó, ở đằng sau đây có cái cách tháo ráp nè, cách hướng dẫn tháo ráp nè. Nè, đây là hai bên hông của nó nè. Đó. Giờ mình sẽ đi vô bên trong cho em nói cho mọi người coi nha. Đây. Đẹp khỏi phải bàn. Thì mọi người mua thì nó sẽ được tặng một cây súng như vậy. Thì băng đạn là nó để riêng ở dưới đây nè. Kèm theo đó là một bịch đạn. Đó. Thì đây là bên trong của nó. Mình sẽ lấy ra cho mọi người coi. Thì đây cũng giống như là một trong những khẩu súng mà nặng nhất. Nó nặng hơn cả Q7 luôn nha. Tuy nó nhỏ, tuy nó không có to bằng Q7, nhưng mà nó nặng hơn Q7, nặng hơn Q1 luôn. Và nó là một trong những cái cây mà có nhiều chi tiết kim loại nhất trong phân khúc tầm trung, phân khúc dưới 1 triệu đồng nè. Đó, giờ mình sẽ đi vô bên ngoài của em nói cho bạn coi nha. Cái này mình để đây gần nè, đó, rất là đẹp luôn nha. Đây là bên ngoài của nó nè. Vỏ thì vỏ bên ngoài nó vẫn bằng nhựa nhưng mà là nhựa cứng. Đó, đây, bên ngoài ở dưới đó nè. Đó. Chà, khẩu súng này nó rất là đặc biệt. Mà nó đặc biệt chỗ nào thì xíu nữa bạn cố gắng bạn coi một xíu nữa thì mình sẽ nói bạn coi. À, bạn coi cái phần băng đạn nó làm nè. Cái này là bằng kim loại nha. Đó, phần băng đạn làm nè. Băng đạn rất là nặng nha. Khi bạn đẩy vô nè. Đó, nó hít rất là tốt, có độ hoàn thiện rất là cao. Bạn coi kỹ nè. Về cái ngoại hình thẩm mỹ của nó thì mình khỏi phải bàn rồi. Quá là đẹp, nó rất là giống súng thật nha. Mà cái giá nó hiện tại mình đang để là 600k cho một khẩu súng như vậy. Đó. Thì phần trên đây nó được là hở hở slide nha. Đó. Còn cái miếng này thì mình nghĩ nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó sơn lên rất là đẹp. Nhựa này nhựa tốt nha, chứ không phải những cái nhựa mà như mấy cây súng mấy chục ngàn đâu. Đó. Rất là cứng cáp. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái những cái chi tiết kim loại của nó thì có những cái chi tiết nào. Thì đây, cái thứ nhất á là cái băng đạn này nè. Bên trong đây á được gia cố bằng miếng kim loại á, một cái miếng kim loại, miếng thép á. Các bạn nghe nè. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Mục đích thì để cho nó chắc chắn hơn với nó ít có bị mà hư á, với vị ít bị bể á, kiểu vậy. Cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai là nòng, nòng kim loại nha, nòng kim loại hai lớp như bạn thấy đây nè, nòng kim loại hai lớp. Cái thứ hai là cò của nó là bằng kim loại nha, nè.
Cò này là bằng kim loại nha, thân thì bằng nhựa. Nhưng mà bên trong đây nè, bạn nghe tiếng không? Là bên trong là cái khung hai bên đây nè, nó được gia cố bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn, cầm rất là nặng tay. Nó không giống như mấy cái khẩu Q1, Q7 đâu. Bạn nghe kỹ nè. Đó, thì mình đã nói xong về một số chi tiết kim loại của em này, thì bây giờ mình sẽ nói là điểm đặc biệt của nó hơn Q1, Q7. Mình nói là hơn Q1, Q7 ở chỗ nào. Thì đây, những cái khẩu Q1 với Q7 như bạn đã thấy á, thì để mình lấy cho bạn coi. Mình lấy Q1 nè. Để mà bạn tháo cái con Q1 này ra, là bạn phải đục hai cái này ra, đúng không? Bạn phải đục hai cái này ra bạn mới tháo được. Bạn không thể nào bạn tháo cái này nhanh được, đúng không? Nhưng mà riêng cái con này thì tháo ráp nhanh nó rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ tháo cho bạn coi nè. Trước tiên mình sẽ rút con đạn ra trước, rất là giống súng thật ở chỗ đó. Rồi, thấy cái nút nào, bạn lấy cái ngón tay ấn vô, ấn nó hụt vô vậy nè. Đó. Bên đây thì cái phần này nè, cái phần slide nè, nó lòi ra nè. Bạn lấy tay bạn rút cái này ra. Đó, cái này cũng là một những cái chi tiết kim loại luôn nha. Bạn coi nè. Đó. Nè. Đó, bạn nghe tiếng không? Nè. Đó, nó có một trong những cái chi tiết kim loại của em đó. Và khi cái súng mình như vậy rồi thì mình chỉ cần đẩy ra sau, mình kéo ra, đó rất là giống súng thật luôn nha. Đây, đây là bên trong cái khung của nó nè. Rất là giống súng thật. Tuy thì giá thành này nó có cao hơn một xíu, nhưng mình nghĩ em nó là xứng đáng với giá tiền 600k này nha. Đó, như là thấy nè. Đó. Đây có lò xo với một số cái có thể tháo rời được. Đó. Nhưng mà mình sẽ không tháo bên trong, tại vì mình cũng chả có lý do gì mình phải tháo thêm nữa. Thì mình chỉ tháo như vậy cho các bạn coi xem rõ thôi. Thì khẩu này nó là toàn diện nhất về cái mặt thẩm mỹ, về cái việc mà mình tháo ráp, những cái chi tiết của nó là quá ok rồi. Thì khi mà mấy bạn lắp vào á, thì mấy bạn canh cho nó ngay. Đây, giống như mấy bạn nào mà có đã từng chơi mấy cái dòng airsoft rồi á, đây đây có cái đường rãnh nè, đây cũng có nè, bạn chỉ cần lắp vào như vậy. Đó, bạn lắp vào như vậy xong bạn đẩy về sau một xíu thôi. Bạn lấy cái này nè, bạn gắn lại, bạn gài cho nó ngay khớp, gài ngay vô. Thì một xíu nữa thì mình sẽ làm clip test bắn con này sau cho mấy bạn coi. Rất là giống thật luôn, rất là đẹp. Chơi cá mình thì khi mình nhập hàng về, mình cũng đã để lại ở nhà mình một cây như vậy để mình sưu tầm, mình trưng bày, mình chơi. Con này thì nó mắc hơn Q7 chỉ có 50k thôi. Nó là Q7 thì làm Q7 hiện tại thì giá có lên một xíu. Và Q7 hiện tại nó nằm ở cái giá là 570k, còn Q1 thì nó nằm ở cái giá là 470k. Thì hàng đợt này về cho vấn đề về khó nên hàng hóa thì nó có lên giá trị một xíu, mong mấy bạn thông cảm cho mình diện đó. Thì những cái dòng này thì mình giữ cái giá 600, tại vì cái dòng này rất là hiếm luôn. Mình thấy thì nó rất là hiếm mà nhập về nó cũng rất là khó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài mình test bắn cho bạn coi. Thì bạn nào mua hàng thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại này. Số điện thoại là 0337630438, Zalo là 0334438 27. Mình khuyên mấy bạn là nên kết bạn Zalo với mình để mình tiện tư vấn, với lại mình tiện cho gửi cho mấy bạn các hình ảnh về sản phẩm mấy bạn tham khảo nó dễ hơn. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ ra mình bắn cho bạn coi. Thì như các anh em đã thấy thì
Ở cái góc tường đằng kia mình có để là ba cái lon á, thì bây giờ mình sẽ dùng cái khẩu súng này. Đây mình có vô sẵn vài viên đạn trong đây rồi nè, mình sẽ bắn thử xét cái độ chính xác của cái này, những khẩu súng bi nhựa này đó. Thì thực sự ra thì mình nói ở đây thì lực của những cái dòng súng này như là Q7, Q1 với M911 này thì nó ngang nhau thôi, nó không có cái sự khác biệt lớn nào hết. Thì giờ mình sẽ bắn cho anh em coi nè. Đó, mình đã lên đạn rồi. Giờ mình sẽ bắn cho anh em coi nè. Đó. Nó dính rồi nha, nhưng mà do ở ngay góc tường á thì nó không có ngã xuống được. Đó. Cái nữa cho anh em coi nè. Đó anh em thấy không? Đó, lực của nó rất là ok luôn nha. Đây còn một viên thì mình sẽ bắn luôn. Lên đạn của nó rất là mượt. Rồi. Quá ngon, với cái giá 600k, với cái giá 600 ngàn. Anh em mua được một cái khẩu súng như vậy mình nói là quá tuyệt vời, quá ngon luôn. À, vẫn còn một viên đây nè. Mình bắn cái nữa cho anh em coi nè. Đó. Với 600k anh em mua được một khẩu súng như vậy. Tháo ráp được, đẹp nặng giống thật, tháo ráp được, đẹp nặng giống thật mà còn cái độ chính xác rất là cao nữa thì mình nghĩ rất là đáng với đồng tiền 600k. Rồi. Thì anh em nào mà mua hàng thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại này giúp mình. Số họ là 033 7630 48, Zalo là 033 44 38 227. Rồi thì video của mình thì kết thúc hôm nay. Thì chúc anh em có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các anh em trong các video lần sau.